Các bạn hôm nay sửa chữa một con măng cối, chưa bao giờ mà phải tháo một con măng cối để sửa cái vỉ ở trong mà phải tháo tung vách này, này. Các bạn ạ, tháo bung hết vách luôn, vách bên hông này, và nó bị hỏng cái servo điều khiển cái tốc độ của motor. Bây giờ mình đang đi thay cái linh kiện nó hư hỏng này, và bây giờ mình lắp vào nhá. Tức là khi chúng ta bật lên, cái điện áp trên motor chỉ có tức là điện áp cấp vào 100V, nên là nó chỉ có 40V là chạy trên motor, và motor tụ khởi động lên đến 50, và nó yếu đến mức mà nó chỉ rên rỉ thôi. Và bây giờ mình tháo cái vỉ này ra, mình thay linh kiện hư hỏng, và bây giờ chúng ta đi nắp nó trở lại để xem đã chạy được chưa nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, thay xong linh kiện ở vỉ này thì bây giờ đến lượt con này. Cái con mà nó điều khiển motor chính là nó khả năng là nó cũng ra đi các bạn nhé. Chân B của nó cấp lên đến tận 1V mấy mà nó không hoạt động các bạn ạ. Và bây giờ mình bóc nó ra, mình thay bằng cái con mình chuyên thay cho bằng cối nhá. Còn chuyên điều khiển cái motor chính cho bằng cối đây. Bây giờ mình bóc cái này đi, bỏ đi. Để cho bắt một con to hơn vào đây các bạn này. Ok. Đây các bạn ơi, mình nắp con to kênh càng này. Lý do tại sao mà con này nó hy sinh và con này bị thay rồi nhá các bạn nhá. Con này là con bị thay nhá, chứ không phải là con zin của nó. Đã bị thay rồi, và nó hay chết con này bởi vì cái tụ khởi động của máy của motor này lên đến 50 cơ các bạn ạ. Rất là khỏe, tụ khởi động bên này chỉ 40 thôi, nhưng mà cái tụ motor chính này lên đến 50. Đó, cho nên là nó rất là khỏe. Chính vì thế là nó oánh chết con này là điều đương nhiên các bạn nhé. Nếu mà mình nắp con này to quá lơ mơ nó chết con đằng trước con này. Nào bây giờ chúng ta đi test thử xem. Điện áp rơi bây giờ trên nào là 38V này. Và motor đã chạy ngon lành rồi này. Mình chỉnh tốc độ lên một tí nữa nhé. Nhanh quá. Con này là motor dẫn động trực tiếp, cho nên nó phải tụ khởi động nó rất khỏe các bạn ạ. Nó dẫn trực tiếp motor vào bánh tì luôn này, cho nên nó phải khỏe các bạn nhá. Hết mất cái đoạn băng thu rồi. Nào tua xem nào. Tua máy này cũng rất khỏe. Mình tua cái đoạn nào về cái đoạn chúng ta thu nhá. Đấy, motor chính vẫn đang quay, máy này mặc định bật lên một tí quay luôn, thành ra là nó làm việc liên tục, làm việc không ngừng nghỉ các bạn nhá. Kể cả khi chúng ta tua là motor chính nó cũng quay lên đi cưng. Khởi động mình đã tháo nguyên cả cái bường này thì mới tiếp cận được cái mạch này các bạn này. Xem nóng không? Ai chả nóng đấy, không đùa đâu. Dòng khởi động con motor này khá lớn. Của nó là tụ 3,5mm và 1,5mm. Các bạn biết là nó lên đến 50 rồi đúng không ạ? 3,1 là 4, 4,5 là 50. Bật 50Hz là lên 50, có nghĩa là con motor chính này khởi động tận 50. Các bạn biết nó khỏe nào rồi. Nên dòng khởi nó rất là lớn, đôi khi dòng khởi nó oánh chết con này. Cho nên bây giờ mình thay con này dòng lên đến 12A. Con của máy là nó chỉ có 4A, mà giỏi nắm 8A thôi. Nhưng mà chiếc này của mình thay vào là 12A và nhiệt độ chịu đựng 150V, 150 độ. Cho nên thoải mái đi. Mình đã từng chuyên dùng con này để lắp cho băng cối rồi. Đó các bạn đấy, chạy ngon lành luôn. Vậy là nó chết ở vỉ này là 1, chết con kia là 2.
lúc ấy mình sửa vì sau này mình thấy con đấy nó vẫn không đóng, nó vẫn 80V mà chân BE của nó lên đến 1V mấy, bảo khẳng định là đứt BE rồi. Và mình thay con này phát chạy luôn. Vậy là mình hoàn thành qua xong con đầu băng cuối này rồi nhá. Nguyên nhân nó là sao, hiện tượng nó là sao? Motor chính chạy rên rỉ nỉ non, không chạy motor chính, và mạch servo của nó có vấn đề nhá. Đông Trường Sơn nói Tây Trường Sơn. Rồi các bạn ơi, thêm một động tác nữa là vệ sinh toàn bộ máy. Tất cả những cái gấu cao su này mình đều xoay bằng silicone. Đó. Để cho làm sao để cho khi cái cân này nó ngả xuống nó hết sức là nhẹ nhàng, nó không có tiếng động gì cả. Nó êm ru như thóc thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình tất cả các tiếp điểm điện từ này mình đã kiểm tra hết rồi. Nói chung là máy này thì đã sửa rất là kỹ, tức là làm rất là kỹ các bạn nhé. Mạch thì tháo hết rề ra, vệ sinh hết rồi. Chia đáp trà dầu, công tắc switch này. Đó. Ở cái thân ma sắt này nó rất là bụi và mình đã tháo ra, mình rửa vệ sinh hết rồi. Máy bây giờ chạy ngon lành rồi các bạn ạ. Các bạn thấy gu đều không? Chính chép, tránh chép luôn. Bây giờ 11 rưỡi đêm rồi nên mình không dám mở to các bạn ạ. Đúng là đầu từ thủy tinh nha, tiếng chép và cứ tranh chách nha các bạn ạ. Sao táp này, băng 3, băng 7 này, đây là băng 3 này. Con này motor dẫn động trực tiếp cho nên là nghe thoải mái luôn. Kéo khỏe lên này, kéo yếu đi này. Revert này, con này auto revert các bạn nhé. Nhưng mà nó hình như là auto revert có một chiều thôi các bạn ạ. Có nghĩa là nếu mà đến đoạn cuối này chúng ta auto revert này. Đó. Xoạch. Đó, máy chạy hai chiều mà. Nó nhỏ như này nhưng mà nó có võ này các bạn ạ. Motor thì khỏe, siêu khỏe. Tụ 50 khởi động bởi vì nó dẫn động trực tiếp. Motor vào thẳng luôn, trục tù luôn. Cho nên là rất là khỏe các bạn nhé. Nó phải khởi động 50 cơ. Đó. Trước này là mình mới vừa mới thu bằng con máy mình dọn máy đây này. Đó, chúng ta xem con máy dọn máy, thấy mình thu máy đây đây này. Đó, tiếng rất cân luôn. Phải nói máy đấy thu tốt thật các bạn ạ. Bây giờ đến máy này mình mở lại, cái tiếng của máy đấy rất chuẩn luôn. Mà máy này có một cái hay nữa là tất cả các vị trí đầu từ này chưa bị chỉnh một tí nào luôn các bạn ạ. Đầu từ thủy tinh mà còn chưa bị chỉnh tí nào nữa thì coi như là cụm đầu từ này quá tuyệt vời rồi. Nói chung là con này mình làm là ok hết rồi. Đó, bây giờ chỉ còn kiểm tra nốt phần thu phát nữa thôi. Nếu mà máy này mà ghi tốt như cái máy bãi về cái nữa thì còn tuyệt vời hơn. Bây giờ mình đi kiểm tra thêm cái phần thu phát nhé. Đây các bạn. Nào các bạn ơi, mình bởi vì mình có một máy quay điện thoại quay cho nên là mình phải quay thu hết. Xong bắt đầu bây giờ mình quay cái đoạn là mà mình phát ra các bạn mình vừa thu nhé. Nào. Đó các bạn nhìn thấy thu rất chất lượng luôn. Chính chép và tranh chép luôn gần như là như máy kia luôn bạn ạ. Đây mình thu stereo. Tiếng máy này thu không khác gì máy bãi.
tuyệt vời các bạn ạ. Đúng là đầu tư nó còn ngon nên là thu nó cũng ngon luôn. Mạch dê mình vừa xử lý hết rồi cho nên là nó ngon luôn thôi. Cơ khí làm ngon hết rồi, tra dầu bơm mỡ ngon lành rồi. Ok, vậy là mình xong ngày mai này, bây giờ chỉ còn đi lắp lại thôi. Ok, cảm ơn các bạn xem video nhé. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn các bạn.